trì cú lập hat-trick thành tích thắng lớn tại chung kết đạp gió 2023. Giành hạng 6 chung cuộc, Chipu đã có một hành trình đầy rực rỡ và thành công tại đạp gió 2023. Chung kết đạp gió 2023 đã chính thức diễn ra vào tối qua, 21 tháng 7, như đã công bố, vòng chung kết sẽ có 3 phần thi đấu. Tại phần hợp tác, việc lựa chọn ca khúc cho các đội sẽ do khán giả quyết định. Chipu và Lưu Nhã Sắt cùng nhau trình diễn ca khúc Hồ Giác Gơn. Không làm khán giả thất vọng, dù là thi đấu trực tiếp, nhưng Chipu và Lưu Nhã Sắt đã phối hợp rất nhịp nhàng và ăn ý. Hồ Giác Gơn cũng được nhận xét là một trong màn trình diễn có sự đầu tư lớn về mặt ý tưởng. Mở đầu ca khúc, mọi nguồn ánh sáng đều tập trung vào hai tỷ tỷ. Dù chọn cách thức xuất hiện trên sân khấu đơn giản, Chipu và Nhã Sắt vẫn thu hút được mọi ánh nhìn. Từng cử chỉ, ánh mắt, động tác vũ đạo đều được thể hiện rõ nét. Sau màn trình diễn, cả hai đã dành cho nhau một cái ôm nhau thật chặt. Quá xúc động, Chipu đã bật khóc, trong khi đó Lưu Nhã Sắt cũng rưng rưng. Khi được Huỳnh Hiểu Minh hỏi về bạn diễn, sau khi phần phỏng vấn kết thúc, Chipu và Nhã Sắt cùng nhau nhảy một đoạn của Hồ Giác Gơn để kêu gọi bình chọn khiến các khán giả vô cùng phấn khích. Kết quả, Chipu giành 509 điểm, chiến thắng trước Nhã Sắt với điểm số 472. Chung cuộc, ngôi vị quán quân đạp gió 2023 thuộc về Ella, cựu thành viên nhóm SHE, hạng nhì là Amber, cựu thành viên FX, hạng 3 thuộc về Maria, xếp thứ 4,5 là Tạ Na và Chu Châu. Chipu đạt vị trí thứ 6, những cái tên tiếp theo trong 11 tỷ tỷ giành lấy tấm vé debut là Lưu Tích Quân, Alin, Lưu Tĩnh San, cùng Lâm Na và Già Tịnh Văn. Ngoài việc đạt hạng 6 chung cuộc, Chipu còn ắm thêm giải sân khấu xuất sắc nhất đạp gió. Từ sân khấu mở màn cho đến vòng công diễn thứ 5, Chipu luôn giành thứ hạng cao, chưa một lần rớt khỏi top 10 cùng với những màn trình diễn xuất sắc. Nữ ca sĩ đã được trao thêm được giải thưởng nghệ sĩ đột phá của chương trình năm nay. Sau đêm chung kết đạp gió 2023, không khó để tìm thấy những bình luận tích cực khen ngợi dành cho Chipu sau hành trình dài tại chương trình ăn khách bậc nhất Trung Quốc. Trong giây phút lên nhận giải thưởng, Chipu đã tự hào hô vang, "Xin chào mọi người, tôi là Chipu, tôi đến từ Việt Nam." Việc Chipu đi tới vòng chung kết đạp gió 2023 là điều bất ngờ với không ít khán giả nhưng vô cùng xứng đáng. Qua những gì mà nữ ca sĩ đã thể hiện, từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi được công bố là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia đạp gió 2023. Tuy nhiên với sự nỗ lực mang đến loạt sân khấu ấn tượng, tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam, Chipu đã phần nào xua tan đi những hoài nghi của khán giả và giúp cho mọi người cảm thấy tự hào, yêu mến cô nhiều hơn. Nữ ca sĩ cũng cho thấy bản thân là một nghệ sĩ thực lực, đầy tiềm năng và là sự lựa chọn sáng suốt của chương trình. Có thể thấy, sau khi khép lại hành trình tại đạp gió 2023, cánh cửa cơ hội đang rất rộng mở với Chipu trên con đường sự nghiệp trong thời gian tới.